Thủ tướng Do Thái ông Netanyahu nói rằng Iran chỉ cần 6 tháng nữa thì họ sẽ sản xuất được bom nguyên tử. Tin từ Washington DC, Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu cảnh báo vào ngày 16 tháng 9 năm 2012 rằng Iran chỉ cần 6 tháng nữa là trở thành một quốc gia có bom nguyên tử, cộng thêm một mối khẩn trương mới tới lời yêu cầu của ông tới Tổng thống Barack Obama. Thủ tướng Netanyahu yêu cầu Hoa Kỳ phải đặt ra một hạn chót rõ ràng đối với chính phủ Tehran. Trong một phỏng vấn của đài truyền hình Hoa Kỳ, Thủ tướng Netanyahu cho biết vào khoảng giữa năm 2013, Iran sẽ đạt được 90% khoảng đường đi tới việc có thể sản xuất chất uranium dùng trong việc sản xuất bom nguyên tử. Ông Netanyahu kêu gọi Hoa Kỳ nêu ra rõ ràng giới hạn trong việc sản xuất chất uranium mà chính phủ Tehran không thể bước qua, một vấn đề mà Tổng thống Obama không chịu làm. Ông yêu cầu Hoa Kỳ phải đặt giới hạn tới chính phủ Tehran ngay bây giờ, trước khi Tehran đạt tới mức 90% đó. Lời phát biểu của ông Netanyahu trong ngày cho thấy sự chia rẽ giữa Do Thái và Hoa Kỳ, đồng thời tăng cường sự áp lực tới cho người lãnh tụ Hoa Kỳ đang vận động tranh cử trong một mùa tranh cử gay go.